Mùa sốt đất leo thang, giá nhà đất tăng dựng đứng, dân tình ngơ ngác hoang mang. Ai được tiền, ai mất tiền và ai trở nên giàu có hơn. Cuộc chơi của các tay to, của các nhà tài phiệt, của những người lắm tiền. Mấy hôm nay và đặc biệt là từ Tết đến nay, cái câu chuyện và cái từ mà chúng ta được nghe nhiều nhất đó là sốt đất, đất sốt, giá nhà đất, giá chung cư tăng một cách chóng mặt. Người nghèo không còn cơ hội để sở hữu nhà, mua được nhà giá rẻ được nữa. Và đặc biệt nhất đó là nhà nước, là chính phủ có những chính sách để hỗ trợ, để giải cứu cho thị trường bất động sản. Và thị trường bất động sản thì nó ảnh hưởng đến hầu hết các ngành nghề. Đó cũng chính là cái lý do mà tại sao khi mà cái bất động sản nó tăng giá nóng sốt và giao dịch nó trở lại thì các ngân sách của các địa phương, và đặc biệt chúng ta có thể thấy trên thông tin báo chí, giống như đầu năm đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã cấp hơn 85.000 cuốn sổ đỏ cho người dân, cũng như là thu ngân sách là tăng 16 đến 20% và các tỉnh thành khác hầu hết khắp nơi trên cả nước. Cái câu chuyện là cái thị trường bất động sản cũng như là ngân sách nên mới xảy ra cái câu chuyện là nóng sốt. Vậy thì hôm nay Hiến sẽ làm clip này chia sẻ cái câu chuyện và chia sẻ cái góc nhìn của mình về cái chuyện là đất sốt thì ai sẽ là người được tiền, ai sẽ là người mất tiền và ai sẽ là trở nên giàu có hơn trong thời gian tới. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được clip này, bạn xem được video này thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để lần tới khi mình phát video ra bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Cái câu chuyện mà chúng ta thấy phổ biến hiện nay ấy, là 2 tháng gần đây thì nó xảy ra sốt đất ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Và bây giờ người ta đã mua xong rồi, những người mà cần gom hàng, cần mua hàng người ta đã mua xong. Và nhiều người bây giờ mới thấy là giá đất đã tăng lên và người ta lo lắng và người ta sợ rằng giá nó còn tăng đi nữa và người ta bắt đầu người ta đi mua. Thì một trong 2 tháng nữa thì có rất nhiều người đi vào thị trường và đi mua những cái sản phẩm đó thì người ta bắt đầu người ta bán ra. Đó chính là cái lý do tại sao trong cái thời điểm này nó bắt đầu có một số nhóm, một số người ta bắt đầu di chuyển vào khu vực phía Nam, di chuyển vào khu vực miền Nam để bắt đầu đi mua, để tìm những cái sản phẩm giá rẻ. Và cái phân khúc người ta đang hướng tới và người ta đang mua đó là những phân khúc mà trước đây ấy, là cái giá cả của nó đâu đó là khoảng ví dụ như là 1 tỷ, nhưng bởi vì thị trường nó khó khăn, bởi vì thị trường đóng băng nên người ta đã cắt lỗ giảm giá, nó còn đâu đó khoảng 500. Và bây giờ phần lớn người ta đang đi mua và đi săn tìm những cái đất từ 500, 600 hoặc 300 người ta đang mua vào, người ta đang nhập vào. Thì hiện nay ở một số thị trường giống như là Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh hay Bà Rịa Vũng Tàu thì nếu chúng ta quan sát tinh và chúng ta để ý các thông tin thì chúng ta thấy có rất nhiều đội nhóm người ta đang âm thầm, người ta đi thu mua, người ta đang đi gom những cái loại tài sản như thế này. Và thời gian tới sau khi cái những người khu vực phía Bắc người ta đã phát hiện ra và người ta đã nhìn thấy vấn đề là giá nó đã quá cao rồi thì người ta mới đổ xô dồn vào khu vực phía Nam. Thì đây lại là cái thời điểm của những người này người ta lại ra hàng, nên mới là cái câu chuyện là gì, đất sốt có sốt thật hay không hay là sốt ảo. Thì nhiều người nó làm đất sốt là trong mồm cái bọn cỏ, trong mồm cái bọn cỏ, trong mồm cái bọn bán. Nhưng mà thực ra những cái ông cỏ, những cái ông môi giới làm gì mà thổi giá được, làm gì mà làm được thị trường. Mà chúng ta cũng biết được cái giá bây giờ không phải là cái giá mà trước đây, mà cái giá người ta mua bây giờ là cái giá cắt lỗ giảm giá, cái giá mà giảm 50% so với cái thời điểm là 2019, 2020 hay nửa đầu 2021. Nên đây chỉ là cái thời điểm người ta đi săn hàng, người ta đi gom hàng, người ta đi thu hàng với cái giá rẻ. Và khi mà thị trường, khi thông tin mọi thứ nó tốt lên đó, thì người ta bán ra, người ta không cần phải thổi giá mà người ta chỉ cần bán ra bằng cái giá trước khi nó giảm giá thôi. Thì có phải là cái lợi nhuận của người ta đã tăng được 30%, 50%, thậm chí là 100% hay không. Nên cái câu chuyện là bây giờ có sự can thiệp của nhà nước, can thiệp của chính phủ cũng như truyền thông rộng rãi, cũng như là thông tin quy hoạch được công bố rộng rãi này, người dân người ta biết rồi. Nhưng chính vì cái sự tâm lý hoang mang, lo lắng, lo sợ và người ta chần chừ và người ta đang chờ một lý do, một cú hích, một thông tin nào đó người ta mới đi mua. Nên đó mới chính là cái lý do. Đây chính là cuộc chơi của các tay to, của những người lắm tiền, của những người hiểu về chính sách, hiểu về thị trường, hiểu về lãi suất. Và chúng ta cũng biết rồi, kinh tế Việt Nam bây giờ là đang đi lên và cũng như là lãi suất ngân hàng này thấp. Và đặc biệt nhất là trong năm 2024, dù có muốn hay không thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng phải giảm cái lãi suất xuống. Và đó cũng chính là những lý do, những dấu hiệu mà để người ta đi mua, đi tìm và người ta sẵn sàng để người ta đi mua bất động sản trong thời điểm này. Cũng như là cái câu chuyện mà nếu bây giờ chúng ta giữ tiền thì chắc chắn chúng ta sẽ mất tiền, và chúng ta đi gửi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thì lãi suất cực kỳ thấp. Như ở ngoài kia chúng ta thấy cái câu chuyện lạm phát không, và tốc độ tăng giá của các mặt hàng. Và những ai mà người ta giữ tiền thì người ta phải tìm một kênh nào đó, một ngách nào đó để người ta ném vào, người ta chôn vào, để người ta trú ẩn với lạm phát và chống chọi lại với lạm phát của đồng tiền. Đó cũng chính là cái lý do mà tại sao người Việt Nam chúng ta, người ta thường tìm đến bất động sản, người ta tìm đến đất đai, nó lại nhiều đến như thế. Nên trong thời điểm này và trong thời điểm tới, trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng nữa thôi, thì nó có rất nhiều khu vực ở các khu vực phía Nam và các tỉnh lẻ khác, nó sẽ xảy ra cái tình trạng là sốt đất cục bộ và nhiều người sẽ không kịp mua được nữa, hoặc là nhiều người khi thấy ai cũng đi mua, mình mới đi mua, thì chắc chắn cái thời điểm đó bạn phải mua với cái giá cao hơn, với cái giá ngay tại cái thời điểm này. Bởi vì cái thời điểm này ai cũng lo lắng, ai cũng hoang mang, ai cũng lo sợ, mà những người mà nhìn ra cơ hội, những người mà thấy, bởi vì thông tin trên truyền thông, trên báo chí thì chúng ta thấy đầy nhan nhản các thông tin như thế này, đúng không? Nên chúng ta đặt, chúng ta phân tích và chúng ta có tầm nhìn xa, chúng ta trông rộng ra và chúng ta nhìn về cái giá trị của đồng tiền, nhìn về cái tốc độ mất giá của đồng tiền, nhìn về cái chuyện là tăng giá của các mặt hàng, tăng lương, tăng vàng hay tăng chứng khoán hay tăng giá của bất kỳ một điều nào đó ngoài kia, thì nó so với cái câu chuyện là cái sự tăng giá của bất động sản nó có theo kịp được hay không. Đó cũng chính là cái lý do mà tại sao ngay tại thời điểm này những người ta có tiền, người ta ôm lâu đến ngay rồi, người ta sẵn sàng người ta đi mua tại cái thời điểm này. Chỉ cần 6 tháng thôi là cái lợi nhuận của người ta nó tăng 30, 50, thậm chí là 100%. Nếu như so với gửi ngân hàng, bạn thấy đi, gửi ngân hàng với cái lãi suất là 5% thì bạn nghĩ đi, 10 năm thì mới đạt được cái lợi nhuận đó. Đó cũng chính là cái lý do tại sao ngay tại cái thời điểm này nhiều người mới nói là sốt đất, sốt ảo. Nhưng mà có phải sốt đất hay không? Sốt thì có nghĩa là cái giá của 2021 thì nó phải tăng lên thì người ta mới gọi là thổi giá, mới sốt đất được. Còn bây giờ là cái giá của người ta mua, nhưng mà cái giá là giá rẻ, giá tắc lỗ, giá giảm giá 50%, thì làm sao mà có cái câu chuyện sốt đất được nữa. Chỉ là người ta giao dịch mua bán nhiều hơn trước đây, và cái thị trường bất động sản bây giờ đã được nhà nước kiểm soát rồi, nó sẽ không còn cái câu chuyện sốt đất được nữa. Tuy nhiên, những người nào mà đang chần chừ, đang mong rằng và nghĩ rằng nó còn giảm giá nữa, nó còn xuống đáy nữa, thì chắc chắn chỉ cần 1 đến 2 tháng nữa thôi, chứ không cần 1 năm nữa chúng ta mới đi mua thì kiểu gì, và lúc đó số tiền chúng ta mới trả ít nhất là tăng 30%, 50%, thậm chí là 100%. Và đó có nhiều người không am hiểu, không có kiến thức, không có kinh nghiệm, có thể cả đời đi làm công ty, làm công nhân hay là cả đời buôn bán nào đó, thì ngay tại cái thời điểm này nghe người ta nói sốt đất, đúng lao đi mua, cũng tìm đi mua, cũng nhảy đi mua, mà lại không để ý được là cái sản phẩm nào, cái phân khúc nào, cái giá nào, cái vị trí nào sẽ là cái tính thanh khoản, cũng như là được nhiều người lối tới, nhiều người săn đón trong thời gian tới, cũng như cái tiềm năng tăng giá nó mới có, chứ không phải là cái loại bất động sản nào trong thời điểm này nó cũng nóng sốt và giao dịch trở lại. Và chúng ta tìm hiểu các thông tin trên truyền thông, đến đại chúng và những cái người giao dịch nhiều, thì chúng ta thấy không, tại sao nó là Hà Nội, tại sao nó là thành phố Hồ Chí Minh mà không phải là Mù Quang Chải, không phải là Yên Bái, không phải là Gia Lai, Con Tum hay là những khu vực xa xôi hẻo lánh, mà tại sao nó lại ngay trung tâm, những nơi mà có nhu cầu thật, giá trị thật, và những nơi người ta tiêu dùng được, những nơi có tiềm năng, những nơi có tiện ích. Bởi vì sao? Cái giá bây giờ là giá tốt nhất, chưa bao giờ mà người ta được cái giá tốt như thời điểm này. Chỉ cần người ta chần chừ một thời gian nữa thôi thì ai người ta cũng nhìn ra, ai người ta cũng nhận ra, ai người ta cũng đi mua, thì làm sao mà có thể mua được giá tốt nữa. Nên cái câu chuyện sốt đất thật hay là sốt đất giả, sốt đất ảo hay là lùa gà, bởi vì sao? Chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta không có am hiểu, chúng ta không có theo dõi diễn biến thị trường, chúng ta không có nắm giá ở cái khu vực đó, nên chúng ta mới nói là sốt. Ví dụ trước đây nó 1 tỷ, bây giờ nó bán có 500 thôi, thì sốt, nó sốt ở chỗ nào? Chẳng qua là cái thời điểm những tay to này, những nhà tài phiệt, những người lắm tiền, người ta đi mua, người ta gom, thì người ta gom xong thì người ta phải để truyền thông, người ta phải để báo chí, người ta để hội nhóm, để cho người ngoài kia kìa, 80% người ở ngoài kia người ta nghĩ rằng thị trường nóng sốt, thị trường nó ngon, phải tranh thủ vào đi mua. Và lúc đó đi mua thì những người này người ta bán ra, thì có phải người ta bán ra người ta có lợi nhuận hay không? Chứ còn trong năm 2024 này và năm 2025 mà câu chuyện sốt đất xảy ra trên cả nước trên diện rộng thì đó là cái điều không thể và hầu như là rất khó xảy ra. Bởi vì sao? Cái kinh tế Việt Nam bây giờ đang như thế nào, kinh tế thế giới đang như thế nào, tình hình công ăn việc làm ở Việt Nam đang như thế nào, tình hình thu nhập của người dân nó như thế nào, so với cái tốc độ tăng giá, so với cái giá cả ngoài kia. Chẳng qua là câu chuyện là gì? Người ta đu đỉnh từ cái giai đoạn 2019, 2020 và nửa đầu 2021. Bây giờ là cái cơ hội để người ta bán ra, và có những người sẵn sàng để ôm những cái tài sản đó để người ta bán ra trong thời gian tới. Thì cái giá cả ở thị trường trong năm 2024 và năm 2025 thì nó tăng và nó trở về cái giá của những năm trước đó, chứ không phải là cái câu chuyện sốt đất. Thì cái câu chuyện ai được tiền, ai mất tiền, cái người nào mà am hiểu thì người ta luôn luôn người ta kiếm được tiền. Còn người nào mà không am hiểu thì chắc chắn kiểu gì người ta cũng sẽ mất tiền. Nếu như bạn muốn biết ở cái khu vực nào, thời điểm nào nên mua, nên bán như thế nào, thì mình có cái đường link ở dưới phần comment, cái phần mô tả đó, thì mình có cái đường link anh em có thể tham gia cái hội nhóm đó. Sau khi anh em biết mình ở các nền tảng và thấy những phân tích, những định hướng và những nhận định của mình có thể nghe được, có thể hiểu được, có thể tin tưởng được, thì chúng ta có thể đồng hành và chúng ta có thể là giúp đỡ nhau để đầu tư làm sao để chúng ta không mất tiền và vào đúng thời điểm, đúng thị trường, ra đúng thời điểm, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ thì chúng ta mới kiếm được tiền và trở nên giàu có hơn. Còn không ngoài kia thì hầu hết những người kiếm được tiền trên thị trường bất động sản rất ít so với đám đông ngoài kia đi mua rất nhiều. Nhưng 100 người đi mua chỉ khoảng 10 đến 20 người là người ta kiếm được tiền thôi. Còn hầu hết qua một giai đoạn có thể 5 năm, 10 năm thì 80 đến 90% người ngoài kia thì người ta lại mất tiền. Vậy cái câu chuyện là gì? Ai là người am hiểu, người có kiến thức, người có trải nghiệm thì người đó luôn luôn sẽ là người giàu có hơn và sống được ở trong cái thị trường đó. Còn nếu như chúng ta không am hiểu gì mà chúng ta nhắm, chúng ta nhảy vào, chúng ta kiếm được tiền. Thường thì cái tâm lý hôm nay kiếm được 1 đồng là muốn ngày mai muốn bỏ 10 đồng để kiếm 20 đồng. Nhưng nếu một cuộc đời mà nó dễ như thế thì làm gì có cái câu chuyện là có những người phá sản ở ngoài kia